Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Sở Du lịch thành phố. Theo báo cáo, từ cuối tháng 7 năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, đã có 93% trên tổng số doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động. Số lao động phải tạm dừng, nghỉ việc ước khoảng hơn 31.800 người. Sở Du lịch thành phố đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kiến nghị chính phủ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch như kéo dài thời gian hỗ trợ giảm giá điện, nước, giảm 50% mức thuế thu nhập doanh nghiệp, tiếp tục khoanh nợ, giãn nợ trong năm 2021. Sở Du lịch cũng đề xuất sớm ban hành các cơ chế về phát triển kinh tế đêm, đề xuất chính phủ xem xét thành lập văn phòng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp thị thực cho du khách đến Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị các địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch vượt qua thời điểm khó khăn, tăng cường liên kết và kích cầu du lịch nội địa, đồng thời khẳng định Bộ và các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vực dậy ngành du lịch của cả nước trong thời gian tới.